Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Nhiệm kỳ thẩm phán suốt đời chưa đủ để có tư pháp độc lập. Ngày 2 tháng 7, AFA tiếng Việt bình luận nhiệm kỳ thẩm phán suốt đời với thể chế chính trị Việt Nam. AFA cho biết, theo quy định mới tại luật Tổ chức Tòa án Nhân dân năm 2024, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, thẩm phán Tòa án Nhân dân sẽ có nhiệm kỳ suốt đời khác với quy định hiện hành giới hạn thời gian nhiệm kỳ và đây là hình bài trên AFA. AFA dẫn quan điểm của luật sư Đặng Đình Mạnh chia sẻ rằng Tôi rất tán thành với đề xuất bổ nhiệm thẩm phán suốt đời như là một trong những biện pháp cải cách tư pháp tại Việt Nam. Theo hướng đảm bảo tính độc lập xét xử của các thẩm phán. Tuy nhiên vẫn phải hiểu rằng chỉ trong phạm vi ấy thì vẫn chưa đủ mà phải có các biện pháp cải cách đồng bộ. Thứ nhất là phải bãi bỏ các cơ chế phi pháp luật đang can thiệp sâu vào quyết định của các thẩm phán chẳng hạn như sự chỉ đạo của ban nội chính, cơ quan đảng và hợp duyệt án. Thứ hai, phải đảm bảo mức lương cho thẩm phán đủ sống, để thẩm phán không còn bị đồng tiền chi phối vào các quyết định xét xử của họ. Thứ ba là phải cấm các thẩm phán tham gia đảng phái chính trị, để các thẩm phán có thể đưa ra các quyết định khách quan, chỉ tuân thủ pháp luật, không bị tác động, chi phối bởi lợi ích đảng phái chính trị. AFA dẫn ý kiến của luật sư Nguyễn Hoàng Duyên, từng có 7 năm làm phó khoa trưởng Lincoln Law School of San Jose, nói về việc bổ nhiệm thẩm phán ở Hoa Kỳ. Trong hệ thống tòa án liên bang cũng như tiểu bang, khi một vị thẩm phán được bổ nhiệm thì nhiệm kỳ của họ là suốt đời. Một vị thẩm phán được bổ nhiệm suốt đời sẽ không phải lo lắng cho công việc trong tương lai, không cần phải lấy lòng ai để mưu cầu cá nhân khi hết nhiệm kỳ. Việc của họ là bảo vệ danh dự cho chính bản thân họ bằng cách làm việc theo đúng hiến pháp và luật pháp Hoa Kỳ. Luật sư Duyên nói thêm, việc bổ nhiệm thẩm phán là việc suốt đời có mặt hạn chế và đôi khi, quan điểm của họ không còn phù hợp với xã hội thay đổi rất nhanh về mọi mặt, nên có thể ra những phán quyết lạc hậu. Và đây là hình một phiên tòa công khai nhưng kính ở Việt Nam. AFA dẫn tiếp lời luật sư Vũ Đức Khanh ở Canada nói rằng, điều đó phù hợp với chuẩn mực của quốc tế, đó là điều Việt Nam nên làm để có thể hội nhập với thế giới trong lĩnh vực tư pháp. Tuy nhiên ở Việt Nam chỉ có một đảng lãnh đạo với thể chế là độc đảng toàn trị, cho nên để bổ nhiệm thẩm phán có thời hạn 5 năm đến 10 năm hay bổ nhiệm thẩm phán suốt đời thì cũng không thay đổi tính độc lập cần có của một thẩm phán khi quyết định một bản án. Lý do là tất cả các thẩm phán đều là đảng viên và theo sự chỉ đạo của đảng viên nên không thể mong chờ ở họ một sự độc lập nào trong xét xử cả. AFA cũng quan điểm của giáo sư tiến sĩ Lê Hồng Hạnh, cựu viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý thuộc Bộ Tư pháp trả lời phỏng vấn trên báo Thanh tra rằng Ông Hạnh khẳng định Tòa án Việt Nam không xét xử độc lập, thẩm phán không độc lập, không làm được gì, không mang lại công lý cho người dân mà chỉ mang lại cho cơ quan hành pháp, cho quan chức. Cuối cùng, AFA dẫn quan điểm của một luật gia ở Sài Gòn cho rằng thẩm phán Việt Nam thường là đảng viên, trước khi xử thì chi bộ đảng đã định hướng xét xử. Hơn nữa, Việt Nam chưa có tam quyền phân lập mà đảng lãnh đạo cả tư pháp, hành pháp và lập pháp nên người thẩm phán chỉ là người cụ thể hóa định hướng của đảng bằng pháp luật mà thôi. Chẳng hạn ca nào xử bao nhiêu năm. Điều quan trọng là quy trình bổ nhiệm ngay từ đầu chuẩn phải đáp ứng yêu cầu chủ quan và khách quan. Nếu bổ nhiệm nhầm thì rắc rối vô cùng. Mà ở Việt Nam, chủ tịch nước mà còn chọn nhầm, còn bị thay thế, huống gì thẩm phán. Do đó, theo tôi, quy trình bổ nhiệm phải đi với quy trình chế tài. Nếu sai vẫn phải sửa sai. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Nhiệm kỳ thẩm phán suốt đời chưa đủ để có tư pháp độc lập. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo Chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin số phận sư Thích Minh Tuệ đang trong trên, vô định. Ngày 1 tháng 7, AFI Tiếng Việt cho hay, sư Thích Minh Tuệ mất tích gần 20 ngày, gia đình trình báo công an. Theo đó, sư Thích Minh Tuệ, thế danh Lê Anh Tú, mất tích gần 20 ngày, khiến gia đình lo lắng, gửi đơn cho cơ quan công an các cấp nhờ tìm kiếm tung tích của ông. AFA dẫn đơn trình báo gửi đến công an tỉnh Gia Lai, công an huyện Gia Rai và công an xã La Tô do ông Lê Anh Thành, em trai sư Minh Tuệ gửi ngày 1 tháng 7 cho hay. Tối ngày 12 tháng 6 năm 2024, ông Lê Anh Tú có thông báo gia đình với nội dung: Hiện tại người dân tập trung gây mất an ninh trật tự, nên có người không biết từ bên nào báo với ông Lê Anh Tú phối hợp tạm di chuyển đi nơi khác từ 5 đến 7 ngày để tình hình trật tự sớm ổn định. Bên cạnh đó, ông Lê Anh Tú cũng nhắc nhở vợ chồng ông Lê Anh Thịnh sớm làm hàng rào để bảo vệ cây cối rồi ông Lê Anh Tú sẽ trở về cốc, tiếp tục tu tập và học tập theo lời Phật dạy sau năm 7 ngày. Và đây là hình bản tin trên AFA. Tuy nhiên, sau gần 20 ngày, gia đình hoàn toàn không hay biết về tình trạng tinh thần và sức khỏe của sư Minh Tuệ. Cho nên, gia đình chúng tôi nói riêng và rất nhiều Phật tử yêu quý thích Minh Tuệ trong nước và quốc tế nói chung đều đang rất hoang mang, lo lắng. AFA cho biết, ông Lê Anh Thành trong cùng ngày 1 tháng 7 đã lên các kênh YouTube chuyên đưa tin về sư Minh Tuệ, xác nhận lại nội dung lá đơn nêu trên. AFA dẫn lời ông Nguyễn Viết Dũng, người từng khởi xướng một lá đơn, yêu cầu Bộ Công an minh bạch thông tin về sư Minh Tuệ sau vụ việc ngày 3 tháng 6, cho rằng từ sau khi nổi tiếng một cách bất đắc dĩ đến nay thì mọi chuyện đã khác đi rất nhiều. Và hơn nữa, cũng đã có bằng chứng rõ ràng cho thấy Công an đã bắt thầy một lần rồi, đó là vào rạng sáng ngày 3 tháng 6. Yếu tố thứ hai đó là, cũng trong đơn của anh Thành cho biết rằng Thầy Minh Tuệ cũng dặn gia đình làm hàng rào bảo vệ cây, rồi sẽ trở về cốc tiếp tục tu tập sau 7 ngày. Thế nhưng, sau 7 ngày vẫn không thấy thầy Minh Tuệ quay lại, thì dĩ nhiên gia đình lo lắng quá đi chứ. AFA cũng cho biết đây là lần mất tích thứ hai của vị tu hành theo hạnh đầu đà của Phật giáo. Lần thứ nhất là khi Sư Minh Tuệ và đoàn hơn 70 khất sĩ bộ hành từ Bắc vào Nam nghỉ chân ở xã Hương Thọ, thành phố Huế, thì bị công an bố ráp vào rạng sáng ngày 3 tháng 6. Và đây là hình Sư Thích Minh Tuệ. AFA nhắc lại Sư Minh Tuệ bị đưa vào công an tỉnh Gia Lai để làm căn cứ công dân, rồi bật vô âm tính, còn các đồng tu khác bị buộc trúc y phấn tảo và đưa lên xe khách bỏ lại ở các địa phương khác. AFA dẫn nhận xét của một nhà quan sát về Phật giáo ở trong nước cho rằng số phận của Sư Thích Minh Tuệ cũng như những đồng tăng đang trông trên vô định trong sự quan sát của nhà nước vô thần. Và họ cũng gần giống với số phận nhà nước Việt Nam với bàn chân đang sát lằn ranh của danh sách các quốc gia đáng quan tâm đặc biệt vì tự do tôn giáo và rất nhiều tổ chức nhân quyền và các chính sách quốc tế đang đợi xem Việt Nam sẽ làm gì với những người tu tập tự do này. Theo ông này, có nguồn tin cho rằng, ban tôn giáo và lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam đang tìm một giải pháp thích hợp nhằm xử lý sư minh tuệ và các đồng tu như gây áp lực cho gia đình để đưa ông đi bộ hành ở Ấn Độ hay Tây Tạng rồi không thể trở về Việt Nam nữa người này cũng không loại trừ khả năng sẽ có cách xử lý tàn bạo như các sự việc sau năm 1975, đặc biệt dẫn lại trường hợp của một sư tinh lạnh Ibumba hồi tháng 3, được tìm thấy trong tư thế treo cổ ở trong nghĩa trang sau nhiều lần bị công an sách nhiễu. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Số phận sư thích minh tuệ đang trong trên vô định. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.